Thời gian học tập trong một ngày hay thời khóa biểu của một tập sự xuất gia đến tỳ kheo bên phái Nam Tông như thế nào? Thôi bây giờ sư kể cái của sư đi. Khi mà sư mới vào chùa để mà sư tập sự ha. Đầu tiên là sáng thức dậy lúc 4 giờ sáng. 4 giờ sáng lên tụng kinh thì mình thức dậy mấy giờ trước đó, miễn sao 4 giờ mình lên tụng kinh thôi. Sau đó thì về lại cốc, muốn học thì học, muốn ngủ thì ngủ tùy. Đến 6 giờ thì đi ra quét sân. Rồi làm lao tác. Rồi thì đến trưa thì dọn cơm lên cúng dường chư tăng. Sau đó thì dọn cơm xuống rồi đi lo ba, rửa chén, chén bát cho mấy sư. Rồi sau đó thì ăn uống rồi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đến khoảng 2 giờ, 2 giờ hoặc 3 giờ thì dạy học kinh. Có cô Mười ở chùa đó dạy học kinh, thì dạy khoảng 1 tiếng. Đến khoảng 4 giờ, 3 rưỡi 4 giờ đó thì lên lau dọn chánh điện, rồi quét dọn thí dụ như là phòng khách nè, rồi nhà thờ tổ vân vân. Nói chung là mình cũng lao tác làm vệ sinh. Sau đó thì tắm rửa rồi tới 6 giờ thì lên tụng kinh. Tụng kinh về đó thì sư sư nha, chứ còn người khác thì sư không biết. Tụng kinh về thì sư mở lớp kinh tạng. Đó là lúc đó, bây giờ sư đang học lớp trường bộ của Ngài Giác Nguyên, thì mở lớp kinh tạng ra học, tiếp tục học. Học rồi đó là kết thúc một ngày. Một ngày thông thường là như vậy đó. Và quý vị hỏi là như vậy thì lao tác có nhiều hay không thì cũng tùy, thứ nhất là tùy sức khỏe. Có khi thì dọn nước hồ cá, có khi thì nạo vét cống, có khi thì chà toilet, có khi thì chặt cây tỉa cành vân vân và vân vân. Nhưng mà như vậy nè, mình phải khéo. Nếu mình khéo thì bất kể giờ nào cũng là giờ học. Tại vì sao? Sư một là ghi cái câu kinh mà sư học á, sư ghi ở trên tay, hoặc là sư ghi trên giấy xong rồi sư bỏ vô trong túi á. Thì mình vừa quét thì mình vừa tụng, mình vừa quét mình vừa học thôi. Nhiều người nói giờ tôi lao tác tôi không có thời gian học, cái đó tầm bậy. Do mình không có khéo. Đó, vừa quét sân, vừa quét sân vừa học, ví dụ như Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cứ quét vừa quét, vừa quét vừa học thì nó mau thuộc. Cho nên là người bệnh, có người thì họ học cả mấy năm trời, mà sư học kinh tạng thì sư học trong 11 tháng thôi, xong rồi kinh tụng á, học trong 11 tháng xong. Và đồng thời cũng trong thời gian đó thì sư cái thời gian rảnh còn lại mà ở trong cốc á, thì sư tranh thủ một là tiếp tục học kinh tụng, hai là học kinh tạng. Rồi còn thời gian nữa thì mở cái tạng lục ra để mà coi. Thì đó là cái thời gian học tập trong một ngày. Nói về học thì tất cả thời gian đều là thời gian học. Khi mà mình lao động thì mình vẫn tiếp tục học. Rồi tới khi mà mình về cốc thì mình vẫn tiếp tục học. Cho nên là thời gian, suốt thời gian làm tập sự của sư là thời gian học thôi. Học nhưng mà vẫn làm. Chỉ có điều là do sức khỏe của sư nó có giới hạn, cho nên là gọi là vừa theo sức của mình.